Khi người nữ đó nghe bộ kinh Nhất Thiết Như Lai chuyển pháp luân đó rồi, liền được thành tựu 10.000 muôn tam muội. Tâm ngài rất nhu hòa, mềm mại, không cứng thô, mềm mại như mới thọ thai, mềm mại như đứa bé mới sinh ra, lại mềm mại như cây sa la mới nảy mầm. 10.000 tam muội của đó trong tâm của ngài cũng là như thế. Đó là tam muội hiện thấy tất cả Phật, tam muội chiếu sáng khắp tất cả cõi Phật, tam muội vào tất cả muôn ba đời, tam muội diễn nói tất cả Phật pháp luân, tam muội biết rõ biển đại nguyện của tất cả chư Phật, tam muội khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi khổ sinh tử, tam muội thường nguyện phá trừ đen tối của tất cả chúng sinh, tam muội thường nguyện diệt trừ khổ của tất cả chúng sinh, tam muội thường nguyện sinh an vui cho tất cả chúng sinh, tam muội giáo hóa tất cả chúng sinh chẳng sinh mỏi nhàm, tam muội tất cả Bồ Tát không chướng ngại tràng, tam muội đến khắp tất cả cõi Phật thanh tịnh. Đây là vừa bắt đầu đà thiền thất thứ hai. Lần đà thiền thất này rất nhiều người muốn dụng công phu, không muốn giải đãi, thậm chí có người không nói chuyện, nhất là có một người mới đến, đến đây tham gia thiền thất chẳng nói chuyện, hôm nay người đó đã quy y. Lại có người ngồi thiền có thể nhập định. Vị cư sĩ đó trong đời quá khứ đã từng tu qua, cho nên lần này đến đây tham gia thiền thất, công phu của anh ta cũng rất có tiến bộ, rất tương ưng. Khi anh ta ngồi liền có thể nhập định, do đó lúc chúng ta khai tĩnh, anh ta đứng dậy hoặc không đứng dậy đều tùy ý anh ta. Người ngồi thiền khi nhập định rồi, có lúc cũng không biết đã khai tĩnh, ở trong định không muốn đứng dậy, cũng không thể đứng lên, cho nên các vị đừng kêu anh ta đứng dậy chạy hương. Bất cứ vị nào ngồi yên không đứng lên đều được hết. Chỉ cần bạn không cảm thấy đau chân đau lưng thì có thể nhập định. Đây là hiện tượng tốt. Về sau các vị thấy vị nào đã khai tĩnh rồi mà chẳng đứng lên chạy hương thì các vị đừng kêu họ. Đà thiền thất lần này có mấy người đắc được lợi ích rất lớn, cho nên có người đề nghị muốn tiếp tục đà thiền thất. Tôi nghĩ đây cũng là luật nghi rất tốt, có thể đà thêm một thiền thất nữa. Có thêm ít người khai ngộ rất là giá trị. Đã xong 3 tuần thiền thất rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đả quan âm thất vì cầu nguyện cho người dân Đài Loan, khiến cho họ tiêu tai khỏi nạn, tất cả được thuận lợi, vạn sự cát tường. Chúng ta phải đem chân tâm ra để dụng công tu đạo, đừng có bỏ ngang giữa chừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Đắc được 10.000 tam muội như vậy rồi, lại đắc được tâm diệu định, tâm bất động, tâm hoan hỷ, tâm an ủi, tâm rộng lớn, tâm thuận thiện trí thức, tâm duyên nhất thiết trí thâm sâu, tâm trụ biển phương tiện rộng lớn, tâm xả lìa tất cả chấp trước, tâm trọng trụ tất cả cảnh giới thế gian, tâm vào cảnh giới Như Lai, tâm chiếu khắp tất cả biển sắc, tâm không não hại, tâm không cao ngạo, tâm không mệt mỏi, tâm không thối chuyển, tâm không giải đãi, tâm suy ngẫm tự tánh các pháp, tâm an trụ tất cả biển pháp môn, tâm quan sát tất cả biển pháp môn, tâm biết rõ tất cả biển chúng sinh, tâm cứu hộ tất cả biển chúng sinh, tâm chiếu khắp tất cả biển thế giới, tâm khắp sinh biển nguyện của tất cả chư Phật, tâm phá trừ tất cả núi chướng, tâm tích tập phước đức trợ đạo, tâm hiện thấy thập lực chư Phật, tâm chiếu khắp cảnh giới Bồ Tát, tâm tăng trưởng Bồ Tát trợ đạo, tâm dân khắp biển tất cả phương. Vượng nữ đắc được 10.000 tâm muội như vậy rồi, lại đắc được tâm định vi diệu, tâm bất động, tâm hoan hỷ, tâm an ủi, tâm rộng lớn, tâm thuận thiện trí thức, tâm duyên nhất thiết trí thâm sâu, tâm chủ biển phương tiện rộng lớn, tâm xả lìa tất cả chấp trước, tâm trọng trụ tất cả cảnh giới thế gian, tâm vào cảnh giới Như Lai, tâm chiếu khắp tất cả biển sắc, tâm không não hại, tâm không cao ngạo, tâm không mệt mỏi, tâm không thối chuyển, tâm không giải đãi, tâm suy ngẫm tự tánh các pháp, tâm an trụ tất cả biển pháp môn, tâm quan sát tất cả biển pháp môn, tâm biết rõ tất cả biển chúng sinh, tâm cứu hộ tất cả biển chúng sinh, tâm chiếu khắp tất cả biển thế giới, tâm khắp sinh biển nguyện của tất cả chư Phật, tâm phá trừ tất cả núi chướng, tâm tích tập phước đức trợ đạo, tâm hiện thấy thập lực chư Phật, tâm chiếu khắp cảnh giới Bồ Tát, tâm tăng trưởng Bồ Tát trợ đạo, tâm duyên khắp biển tất cả phương. Một lòng suy ngẫm đại nguyện phổ hiền, phát biển nguyện của tất cả Như Lai, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, nguyện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện điều phục tất cả chúng sinh, nguyện biết khắp tất cả pháp giới, nguyện vào khắp tất cả biển pháp giới, nguyện ở nơi tất cả cõi Phật, hết kiếp thuở vị Lai tu Bồ Tát hạnh, nguyện hết kiếp thuở vị Lai chẳng xả bỏ tất cả Bồ Tát hạnh, nguyện được gần gũi tất cả Như Lai, nguyện được hầu hạ tất cả bạn lành, nguyện được cúng dường tất cả chư Phật, nguyện ở trong niệm niệm tu Bồ Tát hạnh, tăng trưởng nhất thiết trí không có gián đoạn. Phát biển nguyện
Nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật như vậy, thành tựu hết thảy đại nguyện Phổ Hiền. Vương nữ một lòng một dạ suy ngẫm 10 đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, do đó cô ta cũng phát biển nguyện của tất cả Như Lai. Nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, cô ta nguyện trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật, nguyện điều phục tất cả chúng sinh, phát nguyện biết khắp tất cả pháp giới, phát nguyện vào khắp tất cả biển pháp giới, phát nguyện ở nơi tất cả cõi Phật, hết kiếp thuở vị Lai tu Bồ Tát hạnh, phát nguyện hết kiếp thuộc vị Lai, chẳng xả bỏ tất cả Bồ Tát hạnh, phát nguyện được gần gũi tất cả Như Lai, phát nguyện được hầu hạ tất cả bạn lành, phát nguyện được cúng dường tất cả chư Phật, phát nguyện ở trong niệm niệm tu Bồ Tát hạnh, tăng trưởng nhất thiết trí, không có gián đoạn. Vương nữ phát biển nguyện nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật như vậy rồi, thành tựu hết thảy biển đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đoạn này tường thuật lại sau khi vương nữ nghe Đức Phật sẽ nói kinh nhất thiết Như Lai truyền pháp luân rồi, đến đắc được ba thứ lợi ích. Một, trước hết được lợi ích tam muội. Hai, được lợi ích tâm lớn, tức tâm bi trí đẳng. Ba, lợi ích thành đại nguyện. Ba việc đều là pháp điều phục. Từ đoạn kinh văn này, chúng ta biết được tất cả Bồ Tát pháp nguyện đều không cùng tận. Do đó, hư không hữu tận, ngã nguyện vô tận. Lại nói, như vậy, cõi hư không tận, cõi chúng sinh tận, nghiệp chúng sinh tận, phiền não chúng sinh tận, nguyện của con không cùng tận, niệm niệm liên tục, không có gián đoạn, thân là ý nghiệp, không có nhảm mỏi. Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền làm cơ bản cho hết thảy, tất cả các Bồ Tát, chúng Bồ Tát Hải Hội trong Kinh Hoa Nghiêm đều tu hành hạnh nguyện giống nhau. Bây giờ, Đức Như Lai đó lại vì vương nữ, khai thị dễ nói căn lành tích tụ, tu diệu hạnh, đắc được đại quả. Từ khi phát tâm từ đó đến nay, khiến cho vương nữ khai ngộ thành tựu hết thảy biển nguyện của Như Lai, một lòng hướng về bậc nhất thiết trí. Lúc đó Đức Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng lại vì vương nữ khai thị dễ nói căn lành tích tụ, tu diệu hạnh, đắc được đại quả. Từ khi phát tâm từ đó đến nay, khiến cho vương nữ khai ngộ thành tựu hết thảy biển đại nguyện của Như Lai trong quá khứ, một lòng một dạ hướng về quả vị nhất thiết trí. Đoạn này hiển pháp nhân xưa. Thiện nam tử lại ở trước đó trải qua 10 đại kiếp, có thế giới tên là Nhật Luân Quang Mani, Đức Phật hiệu là Nhân Đà La Tràng Diệu Tướng. Người nữ diệu nhãn đó, ở trong di pháp của Đức Như Lai đó, Bồ Tát Phổ Hiền khuyên cô ta tu bổ tượng Phật hư hoại trên tòa sen. Khi tu bổ rồi, lại còn sơn vẽ rồi lại còn trang nghiêm châu báu, phát tâm, A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ta nhớ quá khứ, do nhờ thiện tri thức Bồ Tát Phổ Hiền mà gieo trồng xuống căn lành này. Từ đó đến nay chẳng đoạn vào đường ác, thường được sinh vào trong tất cả dòng dõi vua chúa trên trời và nhân gian, đoan tránh xinh đẹp các tướng viên mãn khiến cho mọi người ưa nhìn. Thường được gặp Phật, thường được gần gũi Bồ Tát Phổ Hiền cho đến nay chỉ đạo khai ngộ thành thục cho ta, khiến cho ta sinh hoan hỷ. Thiện nam tử lại ở trước đó trải qua 10 đại kiếp, có thế giới tên là Nhật Luân Quang Mani, Đức Phật hiệu là Nhân Đà La Tràng Diệu Tướng. Người nữ diệu nhãn đó ở trong di pháp của Đức Như Lai đó, sau khi nhập Niết Bàn, Bồ Tát Phổ Hiền khuyên cô ta tu bổ tượng Phật hư hoại trên tòa sen. Khi cô ta tu bổ tượng Phật rồi lại còn sơn vẽ rồi lại còn dùng vàng bạc châu báu để trang nghiêm tượng Phật. Lúc đó cô ta bèn phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ta nhớ quá khứ, do nhờ thiện tri thức Bồ Tát Phổ Hiền mà gieo trồng xuống căn lành này. Từ đó đến nay, chẳng đoạn vào đường ác, thường được sinh vào trong tất cả dòng dõi vua chúa trên trời và nhân gian. Tướng mạo của ta đoan chánh xinh đẹp, các tướng viên mãn khiến cho mọi người ưa nhìn. Thường được gặp Phật, cho nên có những người sinh ra liền thường được gặp Phật, được mở ngũ nhãn, đó đều là người có căn lành. Ta lại thường được gần gũi Bồ Tát Phổ Hiền cho đến ngày hôm nay. Ngài chỉ lối dẫn đường khiến cho ta khai ngộ, thành thục khiến cho ta sinh đại hoan hỷ. Đoạn này biểu rõ bắt đầu phát tâm. Thiện nam tử, ý ông thế nào? Lúc bấy giờ vị chuyển lên Thánh Vương Tỳ Lô Giá Na Tạng Diệu Bảo Hoa Kế, đâu phải là người nào khác, nay chính là Bồ Tát Di Lặc, vị vương nữ viên mãn diện, tức là vị dạ thần tịch tĩnh âm hài ở cách đây không xa, vị đồng nữ diệu đức nhãn thủa đó, tức là thân ta vậy. Thiện nam tử, ý ông thế nào? Lúc bấy giờ vị chuyển luân thánh vương Tỳ Lô Giá Na Tạng Diệu Bảo Hoa Kế, đâu phải là người nào khác, nay chính là Bồ Tát Di Lặc, vị vương phi viên mãn diện, tức là dạ thần tịch tĩnh âm hài, ngài ở cách đây không xa, vị đồng nữ diệu đức nhãn thủa đó, tức là thân ta vậy.
Lúc đó ta làm thân đồng nữ, Bồ Tát Phổ Hiền khuyên ta tu bổ tượng Phật ngồi trên tòa sen, dùng làm nhân duyên vô thượng Bồ Đề, khiến cho ta phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc đó ta bắt đầu phát tâm, sau đó lại dẫn dắt khiến cho ta được thấy Đức Phật Diệu Đức Tràng. Ta cởi chuỗi ngọc trên thân, trải lên cúng dường Đức Phật, thấy thần lực của Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, lập tức đắc được môn giải thoát Bồ Tát, khắp hiện tất cả thế gian điều phục chúng sinh. Ở trong niệm niệm thấy các Đức Phật nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, cũng thấy đạo tràng chúng hội cõi nước thanh tịnh của các Đức Phật đó. Ta đều tôn trọng cung kính cúng dường, lắng nghe thuyết pháp y giáo phụng hành. Lúc đó ta làm thân động nữ Diệu Đức Nhãn, Bồ Tát Phổ Hiền khuyên ta tu bổ tượng Phật ngồi trên tòa sen, dùng làm nhân duyên vô thượng Bồ Đề, khiến cho ta phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc đó ta bắt đầu phát tâm, sau đó Bồ Tát Phổ Hiền lại dẫn dắt khiến cho ta được thấy Đức Phật Diệu Đức Tràng. Ta cởi chuỗi ngọc trên thân, giải lên cúng dường Đức Phật, nhìn thấy thần thông lực của Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, ta lập tức đắc được môn giải thoát Bồ Tát, khắp hiện tất cả thế gian điều phục chúng sinh. Ở trong niệm niệm ta thấy các Đức Phật nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, ta cũng thấy đạo tràng chúng hội cõi nước thanh tịnh của các Đức Phật đó. Ta đều tôn trọng cung kính cúng dường chư Phật, lắng nghe Phật nói diệu pháp mà y giáo phụng hành. Thiện nam tử, trải qua thế giới Tỳ Lô Giá Na Đại Oai Đức, kiếp viên mãn thanh tịnh rồi, lại có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên là Đại Quang, có 500 vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều hầu hạ cung kính cúng dường. Thiện nam tử, trải qua thế giới Tỳ Lô Giá Na Đại Oai Đức, kiếp viên mãn thanh tịnh rồi, lại có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên là Đại Quang, có 500 vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều hầu hạ cung kính cúng dường. Vị Phật đầu tiên hiệu là Đại Bi Tràng, lúc Đức Phật mới xuất ra, ta làm dạ thần cung kính cúng dường. Lại có vị Phật ra đời hiệu là Kim Cang Na La Diên Tràng, ta làm chuyển luân vương cung kính cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là tất cả Phật xuất hiện, có các Tu Đa La nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật làm quyến thuộc. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Kim Cang Vô Ngại Đức, lúc đó ta làm chuyển luân vương cung kính cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là chiếu khắp căn tất cả chúng sinh, có các Tu Đa La nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm quyến thuộc, ta đều thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Hòa Diệm Sơn Diệu Trang Nghiêm, lúc đó ta làm nữ trường giả. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là chiếu khắp tạng ba đời, có các Tu Đà La nhiều như số hạt bụi Diêm Phù Đề làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Cao Thắng Vương, ta làm Atula Vương cung kính cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đà La, tên là phân biệt tất cả pháp giới, có 500 Tu Đà La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Hải Nhạc Pháp Quang Minh, ta làm nữ Long Vương, mở xuống mây báu Mani Như Ý để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là Tăng Trưởng Biển Hoan Hỷ, có 500 ước Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Bảo Diệm Sơn Đăng, ta làm thần biển mưa xuống mây hoa sen báu cung kính cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là pháp giới phương tiện hải quang minh, có các Tu Đa La nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Công Đức Hải Quang Minh Luân, lúc đó ta làm tiên ngũ thông hiện đại thần thông, có 6 vạn chư tiên vây quanh trước sau, mưa xuống mây hương hoa để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là Vô Trước Pháp Đăng, có 6 vạn Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Tỳ Lô Giá Na Công Đức Tạng, lúc đó ta làm chủ địa thần tên là Xuất Sanh Bình Đẳng Nghĩa, với vô lượng địa thần tụ lại, mưa xuống tất cả cây báu, tất cả tạng mani, tất cả mây trôi báu để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là Xuất Sanh Tất Cả Như Lai Trí Tạng, có vô lượng Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe thọ trì không quên. Vị Phật đầu tiên hiệu là Phật Đại Bi Tràng, lúc Đức Phật mới xuất ra, ta làm dạ thần để cung kính cúng dường vị Phật đó. Lại có vị Phật ra đời hiệu là Kim Cang Na La Diên Tràng, ta làm chuyển luân vương để cung kính cúng dường vị Phật đó. Đức Phật đó vì ta diễn nói Tu Đà La, tên là kinh tất cả Phật xuất hiện, có các kinh điển nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật làm quyến thuộc. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Kim Cang Vô Ngại Đức,
Lúc đó ta làm chuyển luân vương để cung kính cúng dường vị Phật đó. Đức Phật đó vì ta sẽ nói Tu Đa La, tên là chiếu khắp tất cả căn chúng sinh, có các Tu Đa La, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm quyến thuộc, ta đều thọ trì kinh của Phật nói. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Hỏa Diệm Sơn Diệu Trang Nghiêm. Lúc đó ta làm nữ trường giả Đức Phật đó, vì ta nói Tu Đà La, tên là chiếu khắp tạng ba đời, có các Tu Đa La, nhiều như số hạt bụi diêm phủ đề làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Cao Thắng Vương, ta làm Atula Vương để cung kính cúng dường vị Phật đó. Đức Phật đó vì ta diễn nói Tu Đa La, tên là kinh phân biệt tất cả pháp giới, có 500 Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Hải Nhạc Pháp Quang Minh, ta làm nữ Long Vương mưa xuống mây báu ma đi như ý để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là kinh tăng trưởng biển hoan hỷ, có 500 ước Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Bảo Diệm Sơn Đăng, ta làm thần biển mưa xuống mây hoa sen báu để cung kính cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là kinh pháp giới phương tiện hải quang minh, có các Tu Đa La, nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Công Đức Hải Quang Minh Luân, lúc đó ta làm tiên ngũ thông, thị hiện sức đại thần thông, có 6 vạn chư tiên vây quanh ta trước sau, mưa xuống mây hương hoa để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là kinh vô trước pháp đăng, có 6 vạn Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Tỳ Lô Giá Na Công Đức Tạng, lúc đó ta làm chủ địa thần, tên là xuất sanh bình đẳng nghĩa, ta với vô lượng địa thần cùng nhau tụ lại, cùng mưa xuống tất cả cây báu, tất cả tạng ma ni, tất cả mây chuỗi báu để cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là xuất sanh tất cả Như Lai Trí Tạng, có vô lượng Tu Đà La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe thọ trì nơi tâm, niệm niệm không quên. Thiện nam tử, thứ tự như vậy, vị Phật cuối cùng hiệu là Sung Mãn Hư Không Pháp Giới Diệu Đức Đăng, ta làm kỹ nữ tên là Mỹ Nhan, thấy Đức Phật đi vào thành bèn ca múa để cúng dường. Nhờ thần lực của Đức Phật, ta nhảy vọt lên hư không dùng ngàn bài kệ để khen ngợi Đức Phật. Đức Phật vì ta phóng ra quang minh giữa lông mày, tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Đại Quang Minh, chiếu đến khắp thân ta, ta nhờ quang minh đó chiếu rồi, lập tức đắc được một giải thoát, tên là Pháp Giới Phương Tiện Bất Thối Tạng. Thiện nam tử, thứ tự như vậy, vị Phật cuối cùng hiệu là Phật Sung Mãn Hư Không Pháp Giới Diệu Đức Đăng, lúc đó ta làm kỹ nữ tên là Mỹ Nhan. Ta nhìn thấy Đức Phật đi vào thành bèn ca múa để cúng dường Phật. Nhờ sức thần thông của Đức Phật, ta nhảy vọt lên hư không, dùng ngàn bài kệ để khen ngợi Đức Phật. Đức Phật liền vì ta phóng ra quang minh giữa lông mày, tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Đại Quang Minh, chiếu sáng đến khắp thân ta, ta nhờ quang minh đó chiếu sáng rồi, lập tức đắc được môn giải thoát, tên là Pháp Giới Phương Tiện Bất Thối Tạng. Thiện nam tử, trong thế giới đó có đại kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy, tất cả Như Lai xuất hiện ra đời, ta đều hầu hạ, cung kính, cúng dường. Các Như Lai đó nói chánh pháp, ta đều ghi nhớ cho đến không quên một câu, một chữ. Ta ở chỗ mỗi mỗi các Đức Như Lai đó, tán thán khen ngợi tất cả Phật Pháp vì vô lượng chúng sinh rộng làm lợi ích. Ta ở chỗ mỗi mỗi các Đức Như Lai đó, đắc được quang minh nhất thiết trí, hiện biển Pháp giới ba đời, nhập vào tất cả hạnh phổ hiền. Thiện nam tử, vì ta nương quang minh nhất thiết trí, nên ở trong niệm niệm thấy được vô lượng chư Phật. Khi thấy được chư Phật rồi, những gì trước kia chưa đắc được, trước kia chưa thấy các hạnh phổ hiền, thì ta đều được thành tựu viên mãn. Tại sao? Vì nhờ đắc được quang minh nhất thiết trí. Thiện nam tử, trong thế giới Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm đó, có đại kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy. Tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều hầu hạ, cung kính, cúng dường. Chư Phật đó dễ nói chánh pháp, ta đều ghi nhớ cho đến không quên một câu một chữ. Ta ở chỗ đạo tràng của mỗi mỗi các Đức Như Lai đó, tán thán khen ngợi tất cả Phật Pháp vì vô lượng chúng sinh rộng làm lợi ích. Ta ở chỗ đạo tràng mỗi mỗi các Đức Như Lai đó, đắc được quang minh nhất thiết trí, thì hiện biển pháp giới ba đời, nhập vào tất cả hạnh phổ hiền, đắc pháp tu hành. Thiện nam tử, vì ta y chiếu quang minh nhất thiết trí, nên ở trong niệm niệm thấy được vô lượng chư Phật. Khi thấy được chư Phật rồi, những gì trước kia chưa đắc được, trước kia chưa thấy các hạnh phổ hiền, thì ta đều được thành tựu viên mãn. Tại sao?
vì ta nhờ đắc được quang minh nhất thiết trí, thấy Phật hạnh thành tựu. Bấy giờ vị dạ thần phổ cứu chúng sinh muốn thuật rõ lại nghĩa giải thoát này, bèn nương thần lực của Phật vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: Thiện tài nghe ta nói, pháp thâm sâu khó gặp, chiếu khắp cả ba đời, tất cả môn khác nhau. Lúc đó dạ thần phổ cứu chúng sinh vì muốn thuật rõ lại nghĩa lý pháp môn giải thoát này, bèn nương thần lực của Phật vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: Thiện tà, người hãy nghe tà diễn nói, pháp thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, chiếu soi khắp cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả pháp môn khác nhau. Như ta mới phát tâm, chuyên cầu công đức Phật, nhập vào các giải thoát, nay ngươi nên lắng nghe. Như sự kia lúc ta mới bắt đầu phát tâm, chuyên tâm tìm cầu công đức của Phật, chứng nhập vào các pháp môn giải thoát, nay ngươi nên lắng nghe cho kỹ. Ta nhớ đời quá khứ, qua kiếp số bụi cõi, kế trước có một kiếp, tên viên mãn thành tịnh. Ta nhớ đời quá khứ, trải qua đại kiếp, nhiều nhất số hạt bụi cõi Phật, kế trước đó có một kiếp, tên là kiếp viên mãn thành tịnh. Bấy giờ có thế giới, tên là biến chiếu đăng, Phật nhiều bụi tu di, ra đời ở trong đó. Bấy giờ có một thế giới, tên là thế giới biến chiếu đăng, có các đức Phật, nhiều nhất số hạt bụi núi tu di xuất hiện ra đời. Một Phật hiệu Trí Diễm, kế Phật hiệu Pháp Tràng, thứ ba Pháp Tu Di, thứ tư Đức Sư Tử. Đức Phật thứ nhất hiệu là Phật Trí Diễm, kế đó Đức Phật hiệu là Phật Pháp Tràng, thứ ba là Phật Pháp Tu Di, thứ tư là Đức Phật Đức Sư Tử. Thứ năm Tịch Tĩnh Vương, thứ sáu Diệt Chư Kiến, thứ bảy Cao Danh Xưng, thứ tám Đại Công Đức. Thứ năm là Đức Phật Tịch Tĩnh Vương, thứ sáu là Đức Phật Diệt Chư Kiến, thứ bảy là Đức Phật Cao Danh Xưng, thứ tám là Đức Phật Đại Công Đức, thứ chín hiệu Thắng Nhiệt, thứ mười hiệu Nguyệt Diện. Ở chỗ mười Phật đó ban đầu ngộ pháp môn, thứ chín hiệu là Phật Thắng Nhiệt, thứ mười hiệu là Phật Nguyệt Diện. Ta ở chỗ mười vị Đức Phật đó ban đầu lãnh ngộ được đại dụng của pháp môn này, mười vị Phật này hợp làm một vị Phật. Kế sau đó thứ tự lại có mười Phật hiện, một hiệu Hư Không Xứ, thứ hai hiệu Phổ Quang. Từ đó về sau thứ tự lại có mười vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Hư Không Xứ, thứ hai hiệu là Phật Phổ Quang, ba hiệu Trụ Chư Phương, bốn hiệu Chánh Niệm Hà, năm hiệu Cao Thắng Quang, sáu hiệu Tu Di Vân, thứ ba hiệu là Phật Trụ Chư Phương, thứ tư hiệu là Phật Chánh Niệm Hải, thứ năm hiệu là Phật Cao Thắng Quang, thứ sáu hiệu là Phật Tu Di Vân, bảy hiệu Phật Pháp Diệm, tám hiệu Phật Sơn Thắng, chín hiệu Đại Bi Hoa, mười hiệu Pháp Giới Hoa. Khi mười Phật đó hiện, ngộ pháp môn thứ hai, thứ bảy hiệu là Phật Pháp Diệm, thứ tám hiệu là Phật Sơn Thắng, thứ chín hiệu là Phật Đại Bi Hoa, thứ mười hiệu là Phật Pháp Giới Hoa. Khi mười vị Phật đó xuất hiện thì ta lãnh ngộ được diệu dụng của pháp môn thứ hai này, mười vị Phật này hợp lại là một vị Phật. Kế sau đó thứ tự lại có mười Phật hiện, thứ nhất Phật Quang Tràng, thứ hai Phật Trí Huệ. Từ đó về sau thứ tự lại có mười vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Quang Tràng, vị Phật thứ hai hiệu là Phật Trí Huệ, thứ ba Phật Tâm Nghĩa, thứ tư Phật Đức Chủ, thứ năm Phật Thiên Huệ, thứ sáu Phật Huệ Vương. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Tâm Nghĩa, vị Phật thứ tư hiệu là Phật Đức Chủ, vị Phật thứ năm hiệu là Phật Thiên Huệ, vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Huệ Vương, thứ bảy Phật Thắng Trí, thứ tám Phật Quang Vương, thứ chín Phật Dũng Mãnh, thứ mười Phật Liên Hoa. Ở chỗ mười Phật đó ngộ pháp môn thứ ba. Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Thắng Trí, vị Phật thứ tám hiệu là Phật Quang Vương, vị Phật thứ chín hiệu là Phật Dũng Mãnh, vị Phật thứ mười hiệu là Phật Liên Hoa. Ta ở chỗ đạo tràng mười vị Phật đó lãnh ngộ được diệu dụng của pháp môn thứ ba này. Kế sau đó thứ tự lại có mười Phật hiện, thứ nhất Bảo Diệm Sơn, thứ hai Công Đức Hải. Từ đó về sau thứ tự lại có mười vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Bảo Diệm Sơn, vị Phật thứ hai hiệu là Phật Công Đức Hải, thứ ba Pháp Quang Minh, thứ tư Liên Hoa Tạng, thứ năm Chúng Sinh Nhãn, thứ sáu Hương Quang Bảo. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Pháp Quang Minh, vị Phật thứ tư hiệu là Phật Liên Hoa Tạng, vị Phật thứ năm hiệu là Phật Chúng Sinh Nhãn, vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Hương Quang Bảo, bảy Tu Di Công Đức, tám Càn Thát Bà Vương, thứ chín Ma Ni Tạng,
thứ 10 tịch tĩnh sắc. Vị Phật thứ 7 hiệu là Phật Tu Di Công Đức. Vị Phật thứ 8 hiệu là Phật Càn Thất Bà Vương. Vị Phật thứ 9 hiệu là Phật Ma Ni Tạng. Vị Phật thứ 10 hiệu là Phật Tịch Tĩnh Sắc. Kế sau đó thứ tự lại có 10 Phật hiện. Một Phật Quảng Đại Trí, kế Phật Bảo Quang Minh. Từ đó về sau thứ tự lại có 10 vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Quảng Đại Trí. Vị Phật thứ hai hiệu là Phật Bảo Quang Minh. Thứ ba Hư Không Vân, thứ tư Thủ Thắng Tướng, thứ năm Viên Mãn Giới, thứ sáu Na La Diên. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Hư Không Vân. Vị Phật thứ tư hiệu là Phật Thủ Thắng Tướng. Vị Phật thứ năm hiệu là Phật Viên Mãn Giới. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Na La Diên. Thứ bảy Tu Di Đức, thứ tám Công Đức Luân, thứ chín Vô Thắng Tràng, thứ 10 Đại Thụ Sơn. Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Tu Di Đức. Vị Phật thứ tám hiệu là Phật Công Đức Luân. Vị Phật thứ 9 hiệu là Phật Vô Thắng Tràng. Vị Phật thứ 10 hiệu là Phật Đại Thụ Sơn. Kế sau đó thứ tự lại có 10 Phật hiện. Thứ nhất Bà La Tạng, thứ hai Thế Chủ Thân. Kế sau đó thứ tự lại có 10 vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất là Phật Bà La Tạng, thứ hai là Phật Thế Chủ Thân. Thứ ba Cao Hiển Quang, thứ tư Kim Cang Chiếu, thứ năm Địa Oai Lực, thứ sáu Thậm Thâm Pháp. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Cao Hiển Quang, vị Phật thứ tư hiệu là Phật Kim Cang Chiếu, vị Phật thứ năm hiệu là Phật Địa Oai Lực, vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Thậm Thâm Pháp, thứ bảy Pháp Huệ Âm, thứ tám Tu Di Tràng, thứ chín Thắng Quang Minh, thứ 10 Diệu Bảo Quang. Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Pháp Huệ Âm, vị Phật thứ tám hiệu là Phật Tu Di Tràng, vị Phật thứ chín hiệu là Phật Thắng Quang Minh, vị Phật thứ 10 hiệu là Phật Diệu Bảo Quang. Kế sau đó thứ tự lại có 10 Phật hiện. Thứ nhất Phạm Quang Minh, thứ hai Hư Không Âm. Kế sau đó thứ tự lại có 10 vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Phạm Quang Minh. Vị Phật thứ hai hiệu là Phật Hư Không Âm. Thứ ba Pháp Giới Thân, thứ tư Quang Minh Luân, thứ năm Trí Huệ Tràng, thứ sáu Hư Không Đăng. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Pháp Giới Thân. Vị Phật thứ tư hiệu là Phật Quang Minh Luân. Vị Phật thứ năm hiệu là Phật Trí Huệ Tràng. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Hư Không Đăng. Thứ bảy Vi Diệu Đức, thứ tám Biến Chiếu Quang, thứ chín Thắng Phước Quang, thứ 10 Đại Bi Vân. Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Vi Diệu Đức. Vị Phật thứ tám hiệu là Phật Biến Chiếu Quang. Vị Phật thứ chín hiệu là Phật Thắng Phước Quang. Vị Phật thứ 10 hiệu là Phật Đại Bi Vân. Kế sau đó thứ tự lại có 10 Phật hiện. Thứ nhất Lực Quang Huệ, thứ hai Phổ Hiện Tiền. Kế sau đó thứ tự lại có 10 vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Lực Quang Huệ. Vị Phật thứ hai hiệu là Phật Phổ Hiện Tiền. Thứ ba Cao Hiển Quang, thứ tư Quang Minh Thân, thứ năm Phật Pháp Khởi, thứ sáu Phật Bảo Tướng. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Cao Hiển Quang. Vị Phật thứ tư hiệu là Phật Quang Minh Thân. Vị Phật thứ năm hiệu là Phật Pháp Khởi. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Bảo Tướng. Thứ bảy Tốc Tật Phong, thứ tám Dũng Mãnh Tràng, thứ chín Diệu Bảo Cái, thứ 10 Chiếu Tam Thế. Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Tốc Tật Phong. Vị Phật thứ tám hiệu là Phật Dũng Mãnh Tràng. Vị Phật thứ chín hiệu là Phật Diệu Bảo Cái. Vị Phật thứ 10 hiệu là Phật Chiếu Tam Thế. Kế sau đó thứ tự lại có 10 Phật hiện. Thứ nhất Nguyệt Hải Quang, thứ hai Kim Cang Thân. Kế sau đó thứ tự lại có 10 vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Nguyện Hải Quang. Vị Phật thứ hai hiệu là Phật Kim Cang Thân. Thứ ba Tu Di Đức, thứ tư Niệm Tràng Vương, thứ năm Công Đức Huệ, thứ sáu Trí Huệ Đăng. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Tu Di Đức. Vị Phật thứ tư hiệu là Phật Niệm Tràng Vương. Vị Phật thứ năm hiệu là Phật Công Đức Huệ. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Trí Huệ Đăng. Thứ bảy Quang Minh Tràng, thứ tám Quảng Đại Trí, thứ chín Pháp Giới Trí, thứ 10 Pháp Hải Trí. Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Quang Minh Tràng. Vị Phật thứ tám hiệu là Phật Quảng Đại Trí. Vị Phật thứ chín hiệu là Phật Pháp Giới Trí. Vị Phật thứ 10 hiệu là Phật Pháp Hải Trí. Kế đó sau thứ tự lại có 10 Phật hiện. Một hiệu Bố Thí Pháp, hai hiệu Công Đức Luân. Kế đó sau thứ tự lại có 10 vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Bố Thí Pháp. Vị Phật thứ hai hiệu là Phật Công Đức Luân, ba hiệu Thắng Diệu Vân, bốn hiệu Nhẫn Trí Đăng, năm hiệu Tịch Tĩnh Âm, sáu hiệu Tịch Tĩnh Tràng.
Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Thắng Diệu Vân. Vị Phật thứ tư hiệu là Phật Nhẫn Trí Đăng. Vị Phật thứ năm hiệu là Phật Tịch Tĩnh Âm. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Tịch Tĩnh Tràng. 7 hiệu Thế Gian Đăng, 8 hiệu Thâm Đại Nguyện, 9 hiệu Vô Thắng Tràng, 10 hiệu Trí Diệm Đăng. Vị Phật thứ 7 hiệu là Phật Thế Gian Đăng. Vị Phật thứ 8 hiệu là Phật Thâm Đại Nguyện. Vị Phật thứ 9 hiệu là Phật Vô Thắng Tràng. Vị Phật thứ 10 hiệu là Phật Trí Diệm Đăng. Kế đó sau thứ tự lại có 10 Phật hiện, một Phật Pháp Tự Tại, hai Phật Vô Ngại Huệ. Kế đó sau thứ tự lại có 10 vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Pháp Tự Tại, vị Phật thứ hai hiệu là Phật Vô Ngại Huệ, ba hiệu Ý Hải Huệ, bốn hiệu Chúng Diệu Âm, năm hiệu Tự Tại Thí, sáu hiệu Phổ Hiện Tiền. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Ý Hải Huệ, vị Phật thứ tư hiệu là Phật Chúng Diệu Âm, vị Phật thứ năm hiệu là Phật Tự Tại Thí, vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Phổ Hiện Tiền. Bảy hiệu Tùy Lạc Thân, tám hiệu Trụ Thắng Đức, chín hiệu Phật Bổn Tánh, thứ 10 Phật Hiền Đức. Vị Phật thứ 7 hiệu là Phật Tùy Lạc Thân. Vị Phật thứ 8 hiệu là Phật Trụ Thắng Đức. Vị Phật thứ 9 hiệu là Phật Bổn Tánh. Vị Phật thứ 10 hiệu là Phật Hiền Đức. Kiếp số bụi tu di, hết thảy Phật trong đó, khắp làm đèn thế gian, ta đều tưởng cúng dường. Đại kiếp nhiều như số hạt bụi núi tu di, hết thảy chư Phật ở trong đó, khắp làm đèn sáng thế gian, ta đều tưởng cúng dường tất cả chư Phật. Số kiếp bụi cõi Phật, hết thảy Phật ra đời, ta đều từng cúng dường vào môn giải thoát này. Trong đại kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều từng cúng dường mỗi vị Phật, cho nên ta vào được pháp môn giải thoát này. Trong kinh Trường Hằng này, có 110 vị Phật biểu thị thập địa và đẳng giác. Vị Phật thứ nhất làm chủ, chính vị kia làm bạn. Hai bài kệ sau cùng hiển bày tổng thể các kiếp cũng biểu thị trí hạnh viên mãn. Ta trong vô lượng kiếp tu hành được đạo này, nếu ngươi hay tu hành chẳng lâu cũng sẽ được. Ta ở trong vô lượng kiếp về trước tu hành đắc được đạo quả này, nếu người tu hành pháp môn này thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đắc được môn giải thoát này. Đây là cử nhân khuyến tu. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Bồ Tát phổ hiện tất cả thế gian điều phục chúng sinh này. Như các đại Bồ Tát tích tập vô biên hạnh, sinh ra đủ thứ sự hiểu biết, hiện đủ thứ thân, đầy đủ các thứ căn, viên mãn đủ thứ nguyện, vào đủ thứ tam muội, khởi đủ thứ thần biến, quan sát được đủ thứ pháp, vào đủ thứ môn trí huệ, được đủ thứ pháp quang minh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Bồ Tát phổ hiện tất cả thế gian điều phục chúng sinh này, như tất cả các đại Bồ Tát tích tập vô biên hạnh, sinh ra đủ thứ sự hiểu biết, hiện đủ thứ sắc thân, đầy đủ các thứ căn, viên mãn đủ thứ đại nguyện, vào đủ thứ tam muội, khởi đủ thứ thần thông biến hóa, quan sát được đủ thứ pháp, vào đủ thứ pháp môn trí huệ, đắc được đủ thứ pháp quang minh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Người hãy đi tìm cầu một vị thiện tri thức khác. Thiện nam tử, cách đây không xa, có vị chủ dạ thần tên là Tịch Tĩnh Âm Hải, ngồi trên tòa sen mani quang tràng trang nghiêm, có trăm vạn a tăng kỷ vị chủ dạ thần vây quanh trước sau. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi tử tạ mà đi. Thiện nam tử, cách đây không xa, có một vị chủ dạ thần tên là trụ dạ thần Tịch Tĩnh Âm Hải. Ngài đang ngồi trên tòa sen mani quang tràng trang nghiêm, có trăm vạn a tăng kỳ vị chủ dạ thần vây quanh trước sau ngài. Người hãy đi đến đó thưa hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, ngài sẽ vì ngươi diễn nói. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần phổ cứu chúng sinh diệu đức, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, sau đó ân cần chiêm ngưỡng thiện tri thức, rồi tử tạ mà đi. Hỏi, cảnh giới chứng được sáu căn dụng với nhau như thế nào? Đáp, sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, công năng của chúng dụng với nhau không thể dùng tâm ý thức để trắc lường. Bạn không cần nghĩ đến tình hình chúng dụng với nhau. Một khi bạn nghĩ nói muốn kêu chúng dụng với nhau, đó tức là vọng tưởng. Nếu bạn chân tránh chứng được cảnh giới này, thì bạn không cần kêu nó đi làm việc, nó sẽ làm việc tự nhiên. Chúng chẳng phải là máy móc, phải mở nút chính thì mới làm việc, nếu không mở thì nó sẽ thành một vật chết. Người chứng được sáu căn dụng với nhau, chẳng phải bạn kêu chúng làm gì thì chúng làm cái đó, không cần bạn phát ra hiệu lệnh mà nó tự động làm.
Bạn không thể mạo xưng có cảnh giới này. Nếu mạo xưng thì ai ai cũng đều có thể mạo xưng đã chứng được cảnh giới này. Như vậy là ngư mục hỗn châu, mắt cá lầm tưởng hạt châu. Phải dụng công mới có cảnh giới. Trong sự tu đạo gặp cảnh giới gì, chẳng màng tốt hoặc không tốt, vẫn tiếp tục dụng công. Đừng chạy theo cảnh giới, cũng đừng đi tìm cảnh giới. Tức không chạy theo, cũng không hoan nghênh nó đến, coi như bình thường, chẳng có việc gì. Nếu chấp trước vào cảnh giới thì công phu sẽ mất đi. Giống như trồng trọt, bạn không biết hạt giống lúc nào sẽ mọc lên, nhưng có một ngày nó sẽ nảy mầm, nhưng bạn không đợi được. Muốn giúp mầm cao lớn hơn một chút, cho nên bạn nhổ nó lên một chút, chẳng những nó không lớn mà còn khô héo rồi chết. Đây gọi là nhổ mầm giúp lớn. Chúng ta dụng công phải sống động, đừng có cứng ngắc, phải mở mắt cho thật lớn, đừng có suốt ngày đến tối mặt mày ủ rũ, chẳng có sự linh động. Như vậy gọi là nước chết. Do đó có câu nước chết không thành rồng. Bạn phải linh hoạt sống động. Ngày thứ nhất đả thiền tất, tôi đã nói với các vị, mỗi người phải hồi quang phản chiếu, đừng nhìn ra bên ngoài mà phải nhìn vào bên trong của chính mình. Lúc đó bên trong quán tâm mà không có tâm, bên ngoài quán thân mà không có thân. Ở xa quán tất cả vạn vật cũng chẳng tồn tại. Đây tức là trong không thân tâm, ngoài không thế giới. Nhưng đây chẳng phải là chết, ngược lại càng sống lại, rất là hoạt bát thiên chân. Giống như rồng sống, hổ sống, đừng có mặt mày ủ rũ, mắt mở không lên. Như vậy thì tu hành chẳng tương ưng. Tóm lại phải phấn chấn tinh thần lên, đấu tranh với sinh tử, không thể giống như cỏ đầu tường, gió thổi thì ngã. Nhất là lúc chạy hương, ta phải hoạt động lên, đừng có cứng ngắc như bị người ta trói. Khi chạy hương, tay trái phải co lên, tay phải phải duỗi ra. Chạy thì giống như rồng bay hổ đi, tóm lại phải có oai nghi tinh thần. Tại sao? Vì bạn đấu tranh với sinh tử. Nếu không đem tinh thần chân chánh ra thì sẽ đấu không lại nó. Điểm này các vị nên chú ý.